Hello, bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Ngày hôm nay là cũng là ngày 23 Tết âm lịch đó quý vị, là đưa ông Táo về trời. Yeah, quý vị có mua thèo lèo cất chuột để mà đưa ông Táo về trời chưa? Cờ bay ngựa chạy nữa. Đúng rồi. Ừ. Rồi mỗi lần mà đốt rồi xong cái cúng mấy cái thèo lèo cất chuột á hả? Ừ. Sao nghe tên nghe kỳ á. Là nó mấy cái giống như mấy cái mè mè đen, kẹo mè đen, đậu phộng với lại kẹo mè đen đó quý vị ha. Ừ. Mà hồi đó mỗi lần mà đợi đưa ông Táo về trời để được ăn mấy cái cục kẹo đó. Mà thấy đưa ông Táo về trời có nghĩa là gần Tết rồi quý vị ơi. Một tuần nữa thôi. Nôm nào quá. Qua mà năm nay thì không có đêm 30, chỉ có 29 và qua mùng 1 Tết, cho nên chúng ta chỉ còn có 6 ngày nữa là Tết rồi. Hôm nay nhìn Hồng Loan thấy không khí Tết không? Lộc cũng có một chút xíu hưởng ké của Loan. Nhưng mà cuối tuần này sẽ không hát bài Anh đến thăm em đêm 30, tại vì nó có ngày 30. Ờ, đêm 29. Anh đến thăm em đêm 29 được không? Anh đến thăm em đêm 29. Nghe kỳ đúng không? Cơ quan xe điện ngầm New York kêu gọi mọi người đừng nên đứng gần đường ray. Nghị sĩ California đưa ra dự luật bắt buộc học sinh phải chích ngừa. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thay đổi các quy định visa để giữ chân sinh viên ngoại quốc. Phóng viên chất vấn Tổng thống Joe Biden về lạm phát bị ông Biden lầm bầm là đồ ngu ngốc. Cựu Tổng thống Trump nói rằng căng thẳng Nga và Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra dưới nhiệm kỳ của tôi. Chiến đấu cơ F-35C đã mất tích ở Biển Đông do sự trục trặc lúc đáp lên hàng không mẫu hạm của Mỹ. Đức đã xoán ngôi nhà tài trợ lớn nhất của Mỹ tại WHO. Tin Việt Nam, rộ tin đồn cháu bị đóng 9 cái đinh vào đầu đã bị phẫu thuật thất bại. Tỉnh Thất Bồng Lai bị công an điều tra, các chú tiểu giờ ra sao? Thưa quý vị, tin đầu tiên của ngày hôm nay, cơ quan xe điện ngầm New York kêu gọi mọi người đừng nên đứng gần đường ray. Thành phố New York kêu gọi mọi người đừng đứng quá gần ngay cái sàn đợi xe điện sau khi có thêm một người bị đẩy xuống đường ray tàu điện ngầm vào cuối tuần vừa qua tại nơi này. Cơ quan điều tra xe điện Metropolitan Transit Authority MTA đang xem xét thực hiện các thay đổi đối với sân ga tàu điện ngầm. Theo ông Geno Lieber, thì chủ tịch kiêm giám đốc của MTA cho biết vào ngày Chủ nhật ngày 23 tháng Giêng, ông nhấn mạnh là những tai nạn này không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 62 tuổi may mắn là bị thương nhẹ vào ngày Chủ nhật sau khi bị đẩy xuống sàn đợi xuống đường ray tàu điện ngầm và đã quẹt trúng một toa tàu tại ga Fulton Street ở Lower Manhattan. Ông này bị thương ở chân và đang điều trị ở bệnh viện. Và cuộc điều tra về sự việc này đang được tiến hành và vẫn chưa bắt được hung thủ. Trước đó vào ngày 15 tháng Giêng thì bà Michelle Alisa Go, một người Mỹ gốc Á đã bị đẩy ra trước đầu tàu điện ngầm ở Times Square khiến bà đã không qua khỏi. Và sự ra đi của bà Go đã thúc đẩy cho cái nỗ lực nâng cao nhận thức về tội mà chống lại người Mỹ gốc Á và khiến cho các nhà chức trách phải kiểm tra lại độ an toàn ở các sân ga điện ngầm. Và hung thủ trong vụ án vừa qua đã bị bắt và bị buộc tội. Vào ngày đầu năm mới thì có một người đàn ông tốt bụng đã qua đời khi đã xả thân giúp một người đàn ông khác bị té xuống đường ray xe điện. Sự việc xảy ra lúc 2 giờ 40 phút sáng tại ga điện ngầm Fordham Road ở Bronx. Khi đó thì người đàn ông 38 tuổi bị một băng nhóm đã rượt đuổi và khiến người này té xuống đường ray điện ngầm. Không rõ là ông bị té hay bị đẩy xuống. Thấy vậy thì một người đàn ông tốt bụng 36 tuổi đã xuống đường ray để giúp nạn nhân. Nhưng lúc đó thì xe điện đang lao tới khiến cho người này đã không qua khỏi cảnh đó. Và người nạn nhân mà bị rượt đuổi thì lại chỉ bị gãy cánh xương tay. Ông Eric Adams là thị trưởng New York đã cam kết giảm tội phạm tại xe tàu điện ngầm để mà bảo đảm rằng người dân New York cảm thấy an toàn khi sử dụng hệ thống xe điện ngầm. Như vậy là họ nhắc nhở mình đó quý vị, không nên đứng gần quá cái chỗ mà cái đường ray, phải đứng xa đợi xe, mình đứng xa thôi. Nhiều người đợi xe mà đứng sát, và nhiều khi Hồng Thân Loan thấy đứng mà còn nhìn để chờ xem cái xe nó đến hay chưa. Tại sao mà phải gấp rút đến như vậy? Nó nguy hiểm quá hả quý vị ha. Mà mình nói chuyện này mình cũng liên tưởng đến một cái chuyện ở Việt Nam mình đó. Thì là Lộc nhớ là cái đường ray xe lửa đó quý vị. Khi mà xe lửa chạy qua đó thì mình thấy cái đời sống ngay cái khu vực đó rất là bình thản nha. Ghế bàn để bình thường lắm. Tự nhiên nghe tiếng còi tuyết tuyết cái là
mọi người hú đó, thì là mọi người dời ghế, dời bàn, dời mấy cái bạc vô rất là giống như là thấu có bình thường lắm. Và dời qua thì trước khi mà chiếc xe nó chạy qua thì cũng có nhiều vài em bé đi qua đi lại, đi qua đi lại, mấy người bưng ghế bưng bàn đi qua lại bình thường, mà mình thấy xe ngay đằng kia rồi mà người ta vẫn đi, tại cuộc sống quen như quen vậy rồi, rồi. Thì cũng rất là nguy hiểm. Thì qua đây mình cũng nói thôi, tốt nhất là tính mạng của mình nên mình phải chú ý, quý vị ơi, cẩn thận là trên hết. Dạ, quý vị nào sống ở New York hay là sống những nơi mà có những cái xe điện ngầm như vậy, những cái chỗ đường ray xe lửa cũng vậy, chúng ta nên đứng xa, thật là xa nha quý vị. Nghị sĩ California đưa ra dự luật bắt buộc học sinh phải chích ngừa. Một nghị sĩ tiểu bang California vào ngày thứ Hai 24 tháng Giêng đề trình một dự luật sẽ buộc tất cả các học sinh trong tiểu bang phải chích ngừa. Theo bản tin của tờ Los Angeles Times, nghị sĩ California Richard Penn thuộc đảng Dân Chủ ở Sacramento, người có khuynh hướng siết chặt các quy định về luật chích ngừa tại các trường học, sẽ yêu cầu tất cả các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 phải chích ngừa, coi như vô hiệu hóa sắc lệnh của Thống đốc Gavin Newsom ban hành hồi năm ngoái. Theo đó, giảm bớt các biện pháp giới hạn. Ông Penn, người cũng là một bác sĩ nhi khoa, nói rằng chúng ta phải bảo đảm cho trường học an toàn để tất cả các bậc phụ huynh có thể gửi con em của họ đến trường, và chúng ta phải giữ cho trường được mở cửa. Dự luật của nghị sĩ Penn là dự luật thứ nhì được phía Dân Chủ tại Quốc hội California loan báo trong năm nay về vấn đề chích ngừa. Và hôm thứ Năm tuần qua thì nghị sĩ Scott Wiener của đảng Dân Chủ San Francisco đưa ra dự luật SB 866, theo đó sẽ cho người từ 12 tuổi trở lên được quyền chích ngừa mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ. Cả hai dự luật này nhiều phần sẽ gặp sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm chống lệnh chích ngừa, cũng như những người cho rằng các vấn đề về y tế phải do cha mẹ quyết định. Ông Penn nói, chúng ta nên có cuộc thảo luận về những gì tốt nhất cho những người con và những gì tốt nhất cho sự an toàn trong trường học. Tiểu bang California hiện đòi hỏi học sinh tại các trường học, dù là công lập hay tư thục, phải chích ngừa. Tuy nhiên, sắc lệnh của ông Newsom được loan báo vào hồi tháng 10 chỉ có hiệu lực khi nào cơ quan FDA hoàn toàn chấp thuận chích ngừa cho người từ 12 tuổi trở lên. Lệnh của ông Newsom cũng cho phép đặt miễn cho các lý do về tín ngưỡng. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thay đổi các quy định visa để giữ chân sinh viên ngoại quốc. Chính quyền của ông Biden đang thực hiện một loạt thay đổi chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và chuyên gia ngoại quốc trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ và toán học ở lại Hoa Kỳ lâu dài. Theo Wall Street Journal, các chính sách mới vốn đã được Silicon Valley và các công ty khác kêu gọi từ lâu, được thiết kế để giữ chân sinh viên ngoại quốc được đào tạo tại Hoa Kỳ trong các lĩnh vực STEM là toán học, để thúc đẩy đổi mới, đồng thời theo kịp các đối thủ cạnh tranh như Trung Cộng. Thay đổi quan trọng nhất là mở rộng số lượng ngành học mà sinh viên quốc tế có thể theo học đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ theo visa sinh viên của họ. Với sự thay đổi này, sinh viên trong các ngành STEM sẽ được phép làm việc tại Hoa Kỳ trong 3 năm sau khi tốt nghiệp, thay vì 1 năm như các sinh viên quốc tế khác. Tổng cộng, Bộ Nội an có kế hoạch bổ sung 22 lĩnh vực mới, bao gồm khoa học dữ kiện và phân tích tài chính. Tuy nhiên, việc điều chỉnh các chính sách visa như vậy không chắc sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong việc thu hút nhiều sinh viên ngoại quốc hơn. Quốc hội phải đưa ra những thay đổi lớn hơn, chẳng hạn như tăng số lượng visa có sẵn hoặc mở rộng tính đủ điều kiện để nhận visa. Vì vậy, những người ủng hộ giáo dục, đại học và kinh doanh vẫn ủng hộ hành động của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Họ tin rằng các chính sách mới sẽ giúp thu hút sinh viên đến Hoa Kỳ hoặc giúp họ dễ dàng làm việc hơn tại quốc gia này sau khi tốt nghiệp. Vậy là tạo điều kiện cho những cái lĩnh vực mà đang cần, những người công việc mà đang cần ở Mỹ nhiều đó quý vị. Thì thay vì sau khi mình học xong thì mình được làm một năm và bây giờ mình sẽ được ở lại mình làm thêm 3 năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà làm việc tốt đó thì cái công ty đó họ cũng có thể họ cho mình thêm cái visa để mà mình ở lại mình làm việc ở Mỹ đó quý vị. Thì trước đây có một cái thời gian là bên Mỹ thiếu y tá quý vị, và bên chính quyền thì họ coi như là giống như khuyến khích cho những người này nếu mà học xong có thể xin ở lại làm việc, mà nếu mà làm trong cái thời gian lâu đó có thể được nhập quốc tịch luôn để mà làm tiếp tục cái công việc đó khi mà cái thời gian mà y tá rất là khan hiếm đó quý vị. Phóng viên chất vấn Tổng thống Joe Biden về lạm phát bị ông Biden lầm bầm là đồ ngu ngốc.
Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Hai vừa qua đã không giấu nổi bực dọc gọi ký giả Peter Ducey của Fox News rằng đồ chết tiệt ngu ngốc sau khi nhận được câu hỏi về lạm phát. Chính phủ ông Biden đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát gia tăng trong những tháng gần đây, vốn được cho chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Kết quả thăm dò vào tháng trước cho thấy 69% cử tri Mỹ bất tín nhiệm việc chính phủ ông Biden giải quyết tình trạng lạm phát. Câu nói lầm bầm của ông diễn ra sau khi ông có bài phát biểu, trong đó vạch ra những biện pháp sắp tới của Hội đồng Cạnh tranh Tòa Bạch Ốc nhằm cắt giảm giá cả trong những tuần gần đây. Ông có nghĩ lạm phát là một trách nhiệm chính trị trong bầu cử giữa kỳ? Ducey đã hỏi ông Biden, khiến cho ông Biden quay sang thành viên nội các đùa rằng đó là một tài sản lớn, lạm phát nhiều hơn. Nói rồi, ông lắc đầu và lầm bầm, đồ chết tiệt ngu ngốc. Ông Biden hình như quên mất là microphone vẫn còn mở. Đây là lần mới nhất mà ông đã nói trên truyền thông. Phần trao đổi khi mà diễn ra sau khi Tổng thống từ chối trả lời câu hỏi từ ký giả Kylan Collins của CNN về việc Nga có thể xâm lược Ukraine hay không. Lý do duy nhất mà tôi không thích làm chuyện này là vì quý vị chưa bao giờ tường trình lý do tại sao tôi tổ chức họp ở đây. Ông Biden đã nói, điều này rất quan trọng, nhưng tôi có một cuộc họp rất tốt đẹp với tất cả lãnh đạo châu Âu. Ông Biden vào tuần trước cũng đã nhạo ký giả Fox News Jackie Herrick rằng đã đặt một cái câu hỏi rất ngu ngốc. Cựu Tổng thống Trump nói rằng căng thẳng Nga và Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra dưới nhiệm kỳ của tôi. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra khi ông còn đương nhiệm. Những gì đang xảy ra với Nga và Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời chính quyền Trump, thậm chí không có khả năng xảy ra. Ông cho biết trong một tuyên bố đăng trên Twitter bởi người phát ngôn của ông là Liz Harrington. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Nga nói với Mỹ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo rằng họ đã gần như hoàn thành việc tập hợp 127.000 quân tại biên giới Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Washington cho biết nếu Mỹ thực sự cam kết với các nỗ lực ngoại giao để giải quyết xung đột nội bộ Ukraine, thì họ nên từ bỏ kế hoạch cung cấp các lô vũ khí mới cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Một số nhà lập pháp và viên chức cho rằng Mỹ nên đáp trả mạnh mẽ hành động của Nga. Vào ngày Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Joni Ernst đã nói rằng rất ít sự ủng hộ từ Mỹ và NATO, Tổng thống Vladimir Putin có thể xâm lược đến các nước Đông Âu khác nếu đất nước của ông xâm lược Ukraine. Bà kêu gọi sử dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, bao gồm cả những biện pháp nhắm vào đường ống dẫn khí Nord Stream 2 giữa Nga và Đức và cấm Nga tham gia vào hệ thống tài chính của SWIFT. Trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật trên Meet the Press, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng Mỹ không ngồi yên khi tham gia vào các hoạt động ngoại giao, đối thoại với Nga. Chúng tôi đang xây dựng phòng thủ, chúng tôi đang tăng cường khả năng răn đe. Chúng tôi hiện đã cung cấp cho Ukraine nhiều hỗ trợ an ninh hơn trong năm nay so với bất kỳ năm nào trước đó. Chúng tôi đã tập hợp các đồng minh và các đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi đang chuẩn bị biện pháp và trả đũa Nga nếu mà có xâm lược Ukraine một lần nữa, ông đã nói. Chiến đấu cơ F-35C đã mất tích ở Biển Đông do sự trục trặc lúc đáp lên hàng không mẫu hạm của Mỹ. Một phi công buộc phải thoát khẩn cấp khỏi tiêm kích F-35C sau trục trặc đáp lên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tại Biển Đông vào ngày 24 tháng 1, trong khi 7 thủy thủ ở trên tàu đã bị thương, theo hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Người phi công này đã được trực thăng quân sự của tàu trục vớt thành công và trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, 7 người thủy thủ bị thương trong sự việc này, 4 người được chữa trị trên tàu và 3 người sơ tán đến cơ sở điều trị ở Philippines, theo tin từ Reuters. Sự việc này xảy ra trong lúc tiêm kích tàng hình F-35C đang tìm cách đáp xuống hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson theo hoạt động thông thường. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chưa công bố nguyên nhân của sự trục trặc này cũng như là số phận của chiếc F-35C. Trang Business Insider cho hay máy bay đã rơi xuống biển. Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Hải quân Mỹ được khai triển F-35C là dòng tiêm kích cho những loại hàng không mẫu hạm, và hàng không mẫu hạm 147 là một đơn vị đầu tiên tiếp nhận cái loại máy bay F-35C này. Sự việc này xảy ra trong lúc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson hoạt động bên cạnh tàu USS Abraham Lincoln tại Biển Đông,
Đây không phải là lần đầu tiên mà chiếc F-35C gặp những trục trặc khi mà hoạt động trên hàng không mẫu hạm. Vào tháng 11 năm 2021 thì một người phi công Anh điều khiển một chiếc F-35B phiên bản đáp thẳng đứng buộc phải thoát khẩn cấp khỏi máy bay trong lúc điều khiển. Cái máy bay này cất cánh khỏi hàng không mẫu hạm của Anh là Queen Elizabeth ở Địa Trung Hải và chiếc F-35B đã rơi xuống biển và Anh đã yêu cầu Mỹ và NATO trục vớt chiếc F-35B này lên và đã trục vớt thành công. Thì mình thấy những chiếc chiến đấu cơ đó quý vị, khi mà họ đáp máy bay hoặc là họ cất cánh ở hàng không mẫu hạm rất là khó. Họ phải tập luyện rất là nhuần nhuyễn, chứ không nó dễ bị những cái trục trặc xảy ra là có thể là quá đà hoặc là như thế nào đó, thì rất là nguy hiểm đến tính mạng của con người và đến tài sản nữa quý vị. Mà cái khoảng cách rất là ít nha. Mình thấy bay từ xa đáp xuống trong vòng có chút xíu à. Một cái chiếc hàng không mẫu hạm là có chút mình đáp là phải canh ngay chỗ và đáp xuống luôn. Có những chiếc hàng mẫu hạm á là khi mà máy bay đáp xuống họ có một cái cọng dây căng lại nữa. Căng lên là kéo giống như thun vậy đó, kéo chiếc hàng không mẫu hạm kéo lại để cho đừng có rơi xuống cái biển đó, giống như vậy đó. Sợ nhiều khi cái độ thắng nó không có gấp, đúng không rồi, có đủ, không đủ đó. Nó còn cái trớn nó sẽ tuột hả? Mấy người này đúng là quả là anh hùng, rất là giỏi. Đúng rồi. Rất là giỏi và can đảm lắm. Từng tích tắc luôn á. Tích tắc lắm. Ừ. Đức đã xoán ngôi nhà tài trợ lớn nhất của Mỹ tại WHO. Mỹ không còn là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Vừa qua, Tổng Giám đốc WHO Tedros đã nói rằng Đức trở thành nhà tài trợ lớn nhất của cơ quan này, đồng thời kêu gọi các nước hợp tác để chấm dứt đại dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày 24 tháng 1 đưa ra thông báo quan trọng về nhà tài trợ lớn nhất cho tổ chức này, nhưng không nêu chi tiết. Tại cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức Svenja Scholz ở Geneva, Thụy Điển, ông tuyên bố Đức trở thành nhà tài trợ lớn nhất trong số các quốc gia thành viên. Trước đó thì vị trí này do Mỹ nắm giữ trong nhiều năm. Bộ trưởng Scholz nói rằng ưu tiên hàng đầu của Đức, quốc gia đang đảm nhận vị trí chủ tịch G7, là chấm dứt đại dịch trên toàn thế giới thông qua việc kêu gọi tăng tốc chiến dịch chích ngừa quy mô toàn cầu. Cũng trong một cái cuộc họp báo thì người đứng đầu của WHO đã kêu gọi các nước hợp tác với nhau để mà chấm dứt giai đoạn cấp bách của đại dịch. Ông khẳng định rằng thế giới hiện có tất cả các công cụ để mà thực hiện điều đó. Và đại dịch đã bước sang năm thứ ba và chúng ta đang ở thời kỳ rất quan trọng. Ông Tedros đã cho biết, chúng ta phải làm việc cùng nhau để khiến cho giai đoạn cấp bách của đại dịch này kết thúc. Chúng ta không thể để nó tiếp tục kéo dài, lẩn quẩn giữa sự hoảng sợ và thái độ lơ là, ông đã nói thêm. Sự việc ở Geneva mở đầu cho một tuần họp của ban điều hành WHO với các cuộc thảo luận về một số khía cạnh chính trong tương lai của tổ chức y tế này, bao gồm việc ông Tedros tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và các đề xuất giúp WHO độc lập hơn về mặt tài chính. Thì sau một thời gian mà WHO, quý vị còn nhớ là lúc mà trong cái thời dịch mà lần đầu tiên, năm đầu tiên đó, thì Mỹ nó sẽ rút tiền ra không có hỗ trợ nữa vì những cái hành động lơ là của WHO, vì họ làm cho có làm thôi chứ không có gọi là đi sâu vô cái gì hết, chẳng hạn như những cái gì gọi là nghiên cứu nguồn gốc cũng như là thuốc men này nọ đó thì họ làm rất là sơ sài, nên Mỹ nói là họ sẽ rút tiền là hết, không có cung cấp nữa. Có một thời gian ông Tedros ông phải năn nỉ rồi phải cung cấp thêm tiền cho bên WHO. Thì bây giờ đã có người thế chân Mỹ là người là giống như là đưa tiền nhiều nhất trên thế giới để mà cung cấp cho WHO để mà làm việc. Thì mình nhớ lúc mà đại dịch đã bắt đầu khá là căng thẳng rồi mà bên phía WHO họ vẫn chưa tuyên bố là một đại dịch. Và họ đã kéo dài một thời gian để cho rất là nhiều nước cũng lơ là, bởi vì họ cứ nghĩ là khi mà WHO là một tổ chức y tế của toàn thế giới mà khi mà họ lên tiếng thì mới là cái đúng là những gì đang xảy ra, trong khi là bắt đầu quá chừng luôn khắp nơi và người ta đã chỉ trích rất nhiều đối với WHO trong thời điểm đó. Tin Việt Nam rộ tin đồn cháu bị đóng 9 cái đinh vào đầu đã bị phẫu thuật thất bại. Bệnh viện St. Paul ở ngoài Hà Nội cho biết thì đến thời điểm của trưa ngày hôm qua, cháu ở tại Thạch Thất Hà Nội, người mà bị người cha ghẻ
đóng đinh vào đầu, vẫn đang trong tình trạng hồi sức. Vào ngày 24 tháng 1 thì trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin là cháu đã bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu được phẫu thuật nhưng mà thất bại. Trao đổi với bà Trần Liên Hương là phó giám đốc của bệnh viện St. Paul cho hay thì cháu vẫn đang ở tại Thạch Thất Hà Nội, vẫn đang được hồi sức và cháu vẫn đang được điều trị tại khoa hồi sức của bệnh viện. Nếu như mà có diễn biến gì mới thì chính bệnh viện sẽ đưa ra thông tin sớm nhất đến với lại tất cả quý vị. Hiện tại thì cháu chưa được thực hiện phẫu thuật bởi vì sức khỏe chưa có chuyển biến. Những bác sĩ tại bệnh viện đang tiếp tục theo dõi hồi sức để mà giúp cho cháu. Và trước đó vào ngày 17 tháng 1, cháu đã được đưa đến bệnh viện và trong tình trạng hôn mê. Mẹ của cháu đã kể là đã gọi con nhưng mà con không tỉnh cho nên cô đã quyết định đưa con vào bệnh viện. Sau khi tiến hành đặt ống chụp phim và những bác sĩ đã phát hiện ra trong phim ảnh có hình ảnh cả trong cái hộp sọ thì có những cái hình kim loại ở trong đó và họ đếm có tất cả là 9 cái kim loại. Và đến ngày 20 tháng 1 thì cơ quan điều tra của Hà Nội đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, là nhân tình của mẹ cháu. Được biết là trong thời gian cháu sống với mẹ trong vòng chỉ có một năm mà phải vào bệnh viện cấp cứu 4 lần. Lần trước là một người mẹ ghẻ và bây giờ thì một người bạn trai của người mẹ. Mình thấy trong thời gian vừa qua có rất là nhiều những câu chuyện về gia đình xảy ra mà mình thấy tội nghiệp cho mấy cháu quá. Thật sự mà cái vấn đề lớn nhất ở đây là cái chuyện hôn nhân và chuyện ly dị của cha mẹ dẫn đến cái điều này quý vị. Cho nên thật sự chúng ta khi mà cái cuộc sống của mình cảm thấy mình yêu thương nhau, mình có thể sống với nhau thì mình hãy nên có con. Và sau đó thì đôi khi cũng vì nhiều vấn đề thì mình phải chia tay. Nhưng mà cha mẹ chia tay nhau như thế nào để cho những đứa con nó không phải là những nạn nhân của cha của mẹ mình. Lộc hy vọng là sẽ có những cái hình phạt đích đáng đối với những kẻ mà mất nhân tính vậy, như vậy. Mình thấy nó quá tàn nhẫn. Tỉnh Thất Bồng Lai bị công an điều tra, các chú tiểu giờ ra sao? Sau gần một tháng, các em ở Thiền Am bên bờ vũ trụ đã trở lại với một cái video mới. Kể từ ngày ông Lê Tùng Vân cùng các đệ tử là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương tại Thiền Am bên bờ vũ trụ, tên cũ là Tỉnh Thất Bồng Lai thưa quý vị, bị khởi tố về nhiều tội từ phía bên chính phủ, thì tình hình của các chú tiểu tại đây khiến nhiều người rất là thắc mắc, không biết các cháu bây giờ ra sao rồi. Vào tối ngày 23 tháng 1 thì trên kênh YouTube có tên là Nhị Nguyên Thiền Am bên bờ vũ trụ đã đăng tải cái video có tên 5 chú tiểu, thông báo chính thức tình hình hiện tại của các cháu và mọi người sau gần một tháng. Trong video là hình ảnh của 9 cháu đang ở trong một cái căn phòng nhỏ lụp xụp với rất là nhiều đồ đạc. Các cháu được ngủ trên giường và bên cạnh có 2 chiếc võng để cho người lớn nằm. Cũng đã lâu rồi, gần một tháng mọi người không thấy tin tức gì của Thiền Am và các clip của các cháu. Thiền Am đã bị công an khám xét và điều tra nhiều vấn đề. Có 3 thầy đang bị tạm giam là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Và sư phụ cũng bị khởi tố nhưng đang ở tại Thiền Am, không được rời khỏi nơi cư trú. Thiền Am thì không có clip mới vì máy móc cũng đã bị công an tạm giữ và các bé học online nhưng mà không có thiết bị nên cũng đã tạm ngưng học 2 tuần. Và các cô ở Thiền Am cũng đã xin các anh công an 2 cái điện thoại để mà các cháu học hành đó quý vị. Và một người cũng đã cho biết là phía Thiền Am cũng đã mời 5 luật sư để làm việc với công an. Những thông tin liên quan đến sự việc đều phải bảo mật, không được thông qua bên ngoài cho đến khi có kết quả cuối cùng. Và người này đã khẳng định là đăng tải video của các cháu là để người hâm mộ yên tâm. Hiện tất cả 9 cháu đang sinh sống tại một cái căn phòng tạm chứa đầy đồ đạc và các vật dụng khác. Chờ khi mà xây xong một căn nhà khác, các cháu sẽ dọn qua đó ở, nhưng mà công trình đó cũng đang tạm ngừng rồi.
các cháu đã được đi học 2-3 ngày nay rồi và không có vui vẻ như trước. Giờ đây thì gặp người lạ thì các cháu rất là lo sợ, không có dám trò chuyện như là lúc trước nữa. Ở cuối video thì người này đã nói cảnh báo một số YouTuber là đăng tải những thông tin sai lệch bịa đặt về thiền am bên bờ vũ trụ. Rất là mong quý khán giả hãy chọn lọc nội dung để mà tiếp nhận. Thì vừa qua cũng có rất nhiều người đã quan tâm đến những cháu mà thi thách thức danh hài đó. Năm chú tiểu đó quý vị. Thì họ không biết là hiện tại các cháu đang như thế nào và đang tình hình như thế nào đó quý vị. Thì đây là một cái video mới nhất mà đã lên nói là các cháu hiện tại giờ vẫn ổn, không có gì hết. Nhưng mà chỉ có cái là học hành hơi khó. Tại vì máy móc thì hiện tại công an vào đã tạm giữ hết rồi và không có cái máy móc để mà computer để mà cái mấy cháu để học online được quý vị. Thì mình thấy 9 cháu và 2 người lớn thì ở trong một cái căn phòng thấy tội thấy thương quá quý vị ơi. Nhớ hình ảnh của năm chú tiểu ha. Trời ơi, lúc đó mình coi mà mình ái mộ các cháu dễ sợ luôn. Những cái đứa rất là tài năng, rất là thông minh và rất là ngoan ngoãn nữa thưa quý vị. Thì bây giờ hiện tại tình hình của các cháu mình thấy cũng thương quá. Nhưng mà rất là mong mọi việc được sáng tỏ, xử lý một cách sáng tỏ để các cháu được nuôi nấng, được chăm sóc. Chứ để như tình trạng bây giờ thấy tội nghiệp quá. Rồi, tình chính đã hết. Về tới phần tin phụ nha. Tin phụ. Có giơ tay mà tại không để ý á. Không thấy. Không thấy. Hôm nay giơ tay mà giơ kiểu làm như là mua rối nước vậy. Giống ha, giống mua rối nước. Rồi hôm nay kể chuyện gì đây Bảo Lộc? Rồi kể chuyện mới nha. Mới hả? Chuyện mới đi. Rồi vợ chồng sao biết ngay vậy? Thì chuyện mới là hiểu, không phải mình lo hiểu mà tất cả mọi người đều hiểu. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Không phải không hiểu mà cố tình không muốn hiểu. Rồi kể đi. Rồi có cái cô gái này và một người thanh niên chuẩn bị đám cưới với nhau. Thì cô gái này mới nói tâm sự thật với người thanh niên này. Cô mới nói là: anh yêu ơi, trước khi mà em thuộc về của anh thì em muốn kể anh một câu chuyện. Trước khi mà quen anh, em đã yêu một người đàn ông tha thiết và em xăm hình cái người đó trên cái ngực trái của em. Xong cái người đàn ông đó: chị có gì đâu, chuyện đã qua rồi em. Em yên tâm đi, về làm vợ anh nha. Cô gái cúi đầu e thẹn, nhưng sau đó lại nói tiếp: anh ơi, vẫn còn một chuyện nữa em muốn thú thật với anh. Cái người đàn ông mới nói: thì em có gì em nói đi, anh đồng ý, nói đi anh nghe. Thú thật với anh là sau khi mà chia tay với người đầu tiên thì em cũng yêu tha thiết một người đàn ông và em đã xăm cái mặt của anh ta vào cái ngực phải của em. Anh chàng vừa nghe vậy ôm đầu ngồi xuống, một lúc sau bật dậy và cười ha 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 ha. Cô gái hết hồn hỏi: ủa anh ơi, có chuyện gì vậy anh? Thì anh này mới nói: anh đang tưởng tượng 20 năm nữa khi mà tụi mình có một đàn con thì cái khuôn mặt của hai đứa đó nó như thế nào, nó trải dài như thế nào. Người chồng rất là nghi thơ và vô tư. Coi như là cứ nghĩ về cái hướng tốt thôi ha. Đúng rồi. Vậy cũng được. Cũng được. Nhưng mà chắc mặt trải dài kỳ lắm mà. Đúng rồi. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và chia sẻ những chương trình của Loan và Lộc và mong nhận được like, share, subscribe, view từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.